Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề về cập nhật điều trị HVAC. Thì vấn đề này thì hầu như là chúng ta cập nhật hàng ngày thường xuyên. Đấy, không chỉ hàng năm mà thậm chí là từng tháng tùy thuộc vào cái phổ vi khuẩn mà chúng ta điều trị và cái phác đồ mà chúng ta điều trị hầu như cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Và đó thì bài này hầu như là nói lần nào cũng sẽ mới ạ. Thì trước khi vào bài này tôi xin nói qua một ca lâm sàng mà các anh chị rất là hay gặp trên khoa, dù là tuyến tỉnh hay tuyến trung ương. Đó là bệnh nhân là nam 50 tuổi vào viện vì xuất huyết não. Đấy, vào thì lúc đầu vào khoa cấp cứu thì Glasgow bạn 7 điểm thì được đặt ống nội quản, thì rõ ràng cái trường hợp này đặt ống nội quản là chỉ bảo vệ đường thở và phổi bệnh nhân là phổi phổi bình thường đúng không ạ, không có viêm phổi. Thì sau đó đặt ống nội quản xong thì bệnh nhân được chuyển đến hồi sức. Thì khi vào hồi sức thì theo thói quen các anh chị là sẽ được nội soi, được lấy đờm làm xét nghiệm đúng không? Soi cấy đờm làm xét nghiệm, thì đến ngày thứ ba thì kết quả đờm về nó là âm tính và bệnh nhân vẫn tiếp tục được điều trị theo hướng của một cái phác đồ xuất huyết não, đó là điều trị bằng kiểm soát huyết áp phục hồi chức năng hô hấp. Đúng không? Tuy nhiên thì đến ngày thứ năm thì bắt đầu bệnh nhân xuất hiện sốt cao lên 39 độ, đờm thì đục rất là nhiều, bạch cầu tăng cao và X-quang phổi có tổn thương. Thì những trường hợp này thì chắc chắn nó là đã bị tổn thương rồi, đã bị viêm phổi rồi, và cái này là tính là viêm phổi thở máy. Thì thông thường thì những trường hợp này thì các anh chị sẽ sử dụng kháng sinh rất là khó khăn đúng không? Vì chúng ta không biết là bệnh nhân đã cấy ra con gì, vì lúc đầu cấy ra âm tính nên bây giờ không biết cấy ra con gì cả. Một số anh chị thì sử dụng là tamoxifen, vì thường là nghĩ là nó là viêm phổi sặc nên chúng ta sẽ dùng dùng tamoxifen ngay thời gian đầu. Một số anh chị khác thì sử dụng là gì, carbapenem kết hợp với cả một số quinolone đường hô hấp gọi như levofloxacin, mà những trường hợp này nó rất là nhẹ, không rõ là các anh chị dùng có đáp ứng hay không. Một số khác thì rất là sợ vì có thể bệnh nhân quen biết nhiều, các anh chị đập mạnh luôn nó dùng carbapenem kết hợp colistin đúng không? Đấy, vì quen biết nhiều nên dùng dùng mạnh luôn để cho nó chắc. Đấy, một số khác thì rón rén hơn vì không biết là cấy ra con gì cả nên là gì, sẽ cấy lại đờm và được kết quả soi đờm. Đấy, đến khoảng sáng cấy thì đến tối có kết quả soi đờm thì chúng ta mới sử dụng kháng sinh. Đấy, tùy thuộc vào các anh chị lựa chọn phương án nào thì nó cũng sẽ rất là bất chắc khi mà anh chị sử dụng điều trị theo trường hợp mà bác không có cấy ra con gì cả ngay từ thời điểm đấy thì hậu quả cũng rất là nặng nề. Nếu mà anh chị không sử dụng đúng HVAC thì nó làm tăng tỷ lệ tử vong, không nói làm gì cả, tăng thời gian thở máy, tăng thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị, và nó gần như là gì, nó làm kéo tụt cái khả năng mà anh chị sẽ triển khai các kỹ thuật cao rất là nhiều. Vì anh chị đều hiểu là gì, hồi sức chúng ta đang đang chạy đua về về triển khai kỹ thuật đúng không? Đặc biệt là ECMO rồi ghép ghép tạng. Anh chị hiểu là nếu mà làm ECMO mà bệnh nhân cứ chết thì nhiễm trùng thì rất là oải, nó thậm chí là gì, ghép tạng thế đòi hỏi vô khuẩn rất là nhiều, mà ghép gan một ca 2 tỷ xong rồi chết thì nhiễm trùng thì cũng rất là tiếc. Đấy, do đó thì trong chúng ta đã nói rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì trước khi chúng ta điều trị HVAC thì phòng phòng H, phòng HVAC thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều, và hiện tại chúng tôi đã triển khai kỹ thuật cái kỹ thuật một số các phương pháp để dự phòng HVAC và cũng thấy là hiệu quả rất là lớn. Và tí nữa thì bác sĩ Toàn sẽ trình bày các chị các vấn đề này, và chúng tôi cũng đã được thành công một bước đầu rất là nhiều. Một số bệnh nhân ECMO chúng tôi không phải dùng kháng sinh. Đấy, kể cả không ống ECMO cũng không sử dụng kháng sinh, và nhiều bệnh nhân là có ống ECMO vẫn không sử dụng kháng sinh. Đó là chúng tôi triển khai rất là tốt các ba biện pháp để dự phòng HVAC. Về hướng dẫn của điều trị trên thế giới thì hiện tại thì vẫn theo hướng dẫn của IDSA năm 2016. Các anh chị hiểu là bây giờ là 7 năm rồi, người ta vẫn chưa ra một cái hướng dẫn mới. Đấy, người ta vẫn đổ tội là do có thể là do Covid nên người ta chưa ra. Bây giờ 7 năm rồi, Covid hết rồi cũng chưa thấy cái phác đồ mới nào về điều trị HVAC trên thế giới, kể cả châu Âu lẫn cả châu Mỹ cả. Đấy. Tuy nhiên thì năm vừa rồi thì chúng ta IDSA đưa ra một cái khuyến cáo về điều trị gram âm đa kháng, nhưng mà nó tổng hợp chung rất là nhiều thứ. Đấy. Chỉ chủ yếu tập trung về điều trị kháng sinh thôi, còn vấn đề về điều trị dự phòng thì nó không có trong chính thống do HVAC, nên là hiện tại đây vẫn là cái phác đồ mà chúng ta vẫn sử dụng để chẩn đoán cũng như là hướng dẫn về theo dõi thôi. Còn điều trị thì chắc là nó cũng rất là cũ rồi để chúng ta có thể sử dụng theo. Còn bật mí anh chị là sắp tới thì các thầy cũng đã đưa ra đây là tôi đang cắt được cái bìa rồi ạ. Các anh chị, các thầy bên hô hấp và bên hồi sức cũng đã chuẩn bị phát hành một cái hướng dẫn về điều trị HVAC năm 2023 cho riêng thị trường Việt Nam. Đấy, thì cũng rất là nhiều các cập nhật. Đấy, và chúng ta cũng 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 cả trên thế giới, nhưng mà nó sẽ phù hợp hơn với cái phổ vi khuẩn mà chúng ta đang 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 gánh phải để chúng ta lựa chọn hợp lý hơn. Hy vọng là sắp tới là các anh chị cũng sẽ cầm trên tay quyển này và sử dụng một cách rất là hiệu quả cho những bệnh nhân mà chúng ta đang điều trị.
thì có một số có thay đổi mới so với trước, đúng không ạ? À, chúng tôi chỉ lấy thêm một ít thôi, còn đầy đủ thì các anh chị sẽ phải chờ cái bản đầy đủ hơn để các anh chị thực hiện. Thì viêm phổi bệnh viện là viêm phổi mà sau khi bệnh nhân nhập viện 48 giờ ở những bệnh nhân mà không có ống nội quản, còn viêm phổi thở máy là sau 48 giờ kể từ khi đặt ống nội quản. Và viêm phổi thở máy thì có thể được chẩn đoán ngay tại thời điểm bệnh nhân không có ống, có nghĩa là chúng ta rút ống nội quản rồi, nhưng mà sau đó một ngày sau bệnh nhân sốt, bệnh nhân có tổn thương phổi thì chúng ta vẫn phải chẩn đoán bệnh nhân là bệnh nhân bị viêm phổi thở máy. Và sự phân biệt này nó có ý nghĩa rất là lớn vì cái mức độ nặng nề của viêm phổi thở máy nó sẽ lớn hơn viêm phổi bệnh viện, và chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh có thể sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với bệnh nhân bị viêm phổi bệnh viện. Và chẩn đoán thì nó cũng rất là đơn giản đó, nó gồm có ba nhóm triệu chứng: bệnh nhân bị nhiễm trùng, bệnh nhân bị xác định nhóm đấy nhiễm trùng đấy ở phổi và khẳng định lại bằng chuyên quang. Nó chỉ ba nhóm đấy thôi. Bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng biểu hiện bằng gì? Sốt hoặc là gì, hạ nhiệt độ, tăng bạch cầu hoặc là gì, giảm bạch cầu hoặc là gì, rối loạn ý thức ở bệnh nhân là trên 70 tuổi. Và cái nhiễm trùng đấy chúng ta định khu lại ở hô hấp bằng các biểu hiện khi mà có ít nhất hai trong các dấu hiệu như là đờm mủ hoặc thay đổi chất đờm hoặc là gì tăng chất đờm hoặc là tăng nhu cầu hút đờm. Bệnh nhân ho, bệnh nhân khó thở hoặc là bệnh nhân thở nhanh, chúng ta nghe thấy bệnh nhân có gian gian ở phổi hoặc là gì oxy bệnh nhân xấu đi, tăng nhu cầu oxy trên máy thở hoặc là cần thở máy. Và cuối cùng là gì, bệnh nhân có tổn thương trên X-quang thì chúng ta có thể khẳng định chắc chắn là bệnh nhân bị viêm phổi thở máy, là viêm phổi bệnh viện thở máy, và chúng ta sẽ phải điều trị luôn cho bệnh nhân. Mà trước khi mà chúng ta điều trị, chúng ta sẽ phải lấy bệnh phẩm. Thì hiện tại thì có hai phương pháp lấy bệnh phẩm, thứ nhất là lấy không xâm nhập và lấy xâm nhập. Lấy không xâm nhập thì sẽ có một số các biện pháp như là đờm khạc nhé, bệnh nhân cho bệnh nhân xúc họng bằng nước muối sinh lý cho bệnh nhân ho ra, đấy, khạc đờm ra. Hai nữa là gì, cho bệnh nhân khí dung đấy, bằng nước muối ưu trương để bệnh nhân đờm nó loãng ra, bệnh nhân ho dễ hơn thì bệnh nhân khạc ra để lấy đờm đấy làm xét nghiệm. Và ba nữa là gì, chúng ta những bệnh nhân mà ho khạc kém thì chúng ta có thể lấy cái ống ống hút một lần của chúng ta đấy, hút đờm và lấy cái đờm đấy làm xét nghiệm. Thì anh chị thấy là chúng ta thường cái sử dụng cái biện pháp không xâm nhập này để làm các xét nghiệm về về chẩn đoán lao nhiều hơn, đúng không ạ? Về về để chẩn đoán vi khuẩn thì nó rất là khó khăn vì rất là dễ tạp nhiễm, nhiều khi là gì chả cấy ra vi khuẩn ở ở vùng phổi mà toàn cấy ra vi khuẩn ở bệnh nặng như E. coli chẳng hạn, đúng không ạ? Và tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp để xâm nhập như là chọc màng nhẫn giác đấy, những trường hợp bệnh nhân không có ống nội quản. Đấy, nếu có ống nội quản rồi thì quá tuyệt vời, chúng ta có thể lấy đờm qua ống nội quản hoặc là gì nội soi để rửa. Đấy, tuy nhiên thì các anh chị hiểu là nếu mà lấy đờm mà không nội soi thì nhiều khi là gì chúng ta cái ống hút đờm ấy nó sẽ đi vào mà bên phổi bên phải nhiều hơn là phổi bên trái. Đấy, nên là gì những bệnh nhân mà bị tổn thương phổi bên trái thì có khi là chúng ta không lấy thể lấy được bệnh phẩm. Sau đó thì nội soi phế quản nó sẽ ưu việt hơn. Đấy, chúng ta có thể đi vào đúng cái vị trí tổn thương như là vùng đỉnh phổi bên trái mà chúng ta hút mù có thể rất là khó về tiếp cận được. Và nó nội soi có thể xác định đúng vị trí, lấy đúng đúng vị trí tổn thương, lấy đúng đờm của đấy, và chúng ta có thể xác định chính xác là gì cái vi khuẩn mà gây ra bệnh cho bệnh nhân. Hai nữa là gì kỹ thuật trải phế quản. Thì sau khi mà lấy bệnh phẩm xong thì khoa phi sinh sẽ trả chúng ta về kết quả, có thể là bán định lượng, nghĩa là gì Acinetobacter baumannii 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng, hoặc là gì cao cấp hơn, người ta có thể trả bằng số chính xác số lượng vi khuẩn trên 1 ml đờm. Tuy nhiên thì dù hai cái phương pháp này trả về kết quả như thế nào thì nó cũng đều có ý nghĩa, và hai đứa đây người ta cũng đã khuyến cáo là dù trả kết quả nặng được kể cả bán định lượng được nó cũng sẽ rất là tốt cho anh chị định hướng vi khuẩn để điều trị. Sau khi định hướng rồi lại quay trở lại cái tình huống cũ chúng ta, đúng không? Khi mà chúng ta gặp những trường hợp mà đến ngày thứ năm bắt đầu sốt mà không có gì trong tay, không định hướng được bệnh nhân bị tổn thương như nào, và tôi cũng đã bị những trường hợp này rất là nhiều rồi, và ước ao là cái thời điểm đấy chúng ta có một cái bằng chứng gì đó về vi khuẩn để điều trị kháng sinh. Và kinh nghiệm của tôi là gì, sau khi mà 48 giờ bệnh nhân nằm súc, chúng tôi cấy lại hết tất cả các mẫu, mẫu đờm, mẫu máu, mẫu nước tiểu để xem là gì tại cái điểm thứ năm đấy khi mà bệnh nhân sốt chúng ta có bằng chứng về vi khuẩn để điều trị. Và không chỉ cái thời điểm mà 48 giờ sau khi nằm viện mà trong quá trình bệnh nhân nằm viện thỉnh thoảng chúng tôi cũng đã cấy lại, vì các anh chị không sợ vì cấy thì tôi chưa thấy bảo hiểm xuất toán về về cái chỉ cấy, mà chỉ xuất toán về cái giai đoạn mà cấy xong cho mình cho bệnh nhân ra viện luôn, thì người ta mới hay hỏi là gì chuẩn bị bệnh nhân ra viện thì các anh chị cấy làm gì, còn trong quá trình thì các anh chị cứ cấy để chúng ta có bằng chứng để khi mà trong trong quá trình chúng ta điều trị thấy bệnh nhân sốt lên đấy, chúng ta có bằng chứng luôn để chúng ta điều trị cho bệnh nhân.
Và đã khi chẩn đoán rồi mà chúng ta chẩn đoán nhầm, chẩn đoán sai thì sẽ làm tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân lên rất là nhiều. Do đó thì tất cả các phác đồ hiện tại, kể cả Việt Nam hay thế giới, người ta đều nhấn mạnh cái vai trò của chẩn đoán sớm, điều trị sớm và liệu pháp kinh nghiệm là có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình chúng ta sẽ điều trị. Và nguyên tắc điều trị là gì? Điều trị kháng sinh càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trong vòng 1 giờ đầu thì chúng ta bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi thở máy. Và nếu mà sốc hay là ARS chúng ta phải sử dụng có thể sớm trong vòng 1 giờ đầu. Và kháng sinh sẽ là kháng sinh ban đầu sẽ là kháng sinh kinh nghiệm và phụ thuộc vào từng phổ vi khuẩn của mỗi cơ sở điều trị. Ví dụ như là trong giai đoạn này chúng ta thấy là bệnh nhân trong khoảng 3 tháng gần đây thấy là gì Klebsiella nó có vẻ nó nhiều hơn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải dùng các cái vi khuẩn là phủ Klebsiella pneumoniae hoặc là gì Klebs giai đoạn này là thấy là gì nó nhận nhiều với cả fomicin, nhận nhiều với cả amikacin thì ta có thể phối hợp amikacin fomicin trong điều trị Klebs. Hoặc là gì trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng bệnh nhân bên cạnh cũng cấy ra axi mà thời điểm này axi nó đang nổi trội thì chúng ta cũng sẽ tập trung điều trị Acinetobacter baumannii cho bệnh nhân. Và đã khi mà chúng ta điều trị rồi thì chúng ta phải theo dõi đáp ứng điều trị, chứ không phải là chúng ta dùng kháng sinh 21 ngày, 22 ngày liên tục, mà chúng ta phải đánh giá lại trong vòng 48, 72 giờ. Nếu mà đáp ứng mà kháng sinh đồ chẳng may chúng ta cấy ra được con đấy và kháng sinh đồ về mà nó còn nhận nhiều cả kháng sinh có cái phổ có cái thang nó thấp hơn thì chúng ta phải xuống thang cho điều trị. Còn nếu mà không đáp ứng đấy, mà kháng sinh đồ cũng không phù hợp không phù hợp với cả kháng sinh kinh nghiệm thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đồ. Còn nếu mà kháng sinh đã phù hợp với kháng sinh đồ rồi mà bệnh nhân vẫn không đáp ứng thì chúng ta phải tìm các nguyên nhân khác, và đặc biệt là chúng ta hay gặp đó là nấm, điều trị trong 2 tuần hoặc 1 tháng thì thấy bệnh nhân cứ sốt đó. PCT thấp hoặc là gì bạch cầu nó vẫn cao hoặc là gì có thể nó thấp thì chúng ta phải nghi ngờ xem bệnh nhân có nhiễm nấm hay không đấy, có thể là nhiễm nấm phổi hoặc là nhiễm nấm máu tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Và điều trị kinh nghiệm thì cũng theo anh ở đây thì cũng đã người ta nhấn mạnh là sẽ phụ thuộc vào dữ liệu về phổ vi khuẩn và mức độ nhạy cảm của từng cơ sở. Và đây là phân tầng nguy cơ, là khi mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ về nhiễm vi khuẩn đa kháng như là gì dùng kháng sinh trước 90 ngày trong nhiễm khuẩn ARDS tại thời điểm đoán gì 5 ngày trước thì có nghĩa là điều trị 5 ngày sau đó xuất hiện vác hoặc là gì bệnh nhân có sử dụng các biện pháp thay thế thận. Đây là cái bảng sử dụng về điều trị tại kinh nghiệm, nhưng tuy nhiên là cũng lâu rồi và chúng tôi cũng thấy là nó cũng không có một ý nghĩa gì trong khi mà chúng ta sử dụng vi khuẩn ở Việt Nam cả. Đấy, do đó là vai trò của khoa vi sinh rất là lớn trong quá trình chúng ta phân tích rồi chúng ta thu thập các gọi là tỷ lệ từng loại vi khuẩn mà chúng ta gặp phải. Như như đây ạ, đây năm 2018 thì thật ra thì 2018 hay 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 những thời điểm này thì cái phổ vi khuẩn về từng loại vi khuẩn cũng không khác biệt nhau tại khoa chúng tôi. Nhưng năm 2018 thì Gram-gom vẫn chiếm đa số, trong đó Acinetobacter baumannii chiếm khoảng 50%, sau đó đến Klebs, trực khuẩn vú xanh và tụ cầu vàng. Đấy. Thì trong cái phổ vi khuẩn của từng loại viêm phổi, viêm phổi sớm và viêm phổi muộn thì thấy là viêm phổi muộn thì chiếm chủ yếu vẫn là Acinetobacter. Đấy, nó khác biệt một chút so với cả những viêm phổi sớm và viêm phổi muộn. Đấy, đây là cũng thế ạ. Đấy, với cả viêm phổi muộn thì thấy rằng Acinetobacter chiếm một tỷ lệ rất là cao. Sau đó là những bệnh nhân mà sau 5 ngày các anh điều trị mà thấy cứ sốt lên thì chúng ta cực kỳ nghi ngờ là bệnh nhân chỉ là nhiễm Acinetobacter baumannii. Đây đây là cái tổng hợp mới nhất của chị Nhung vừa báo cáo tuần trước ạ. Thì thấy rằng nó cũng không khác biệt gì so với những năm trước cả. Acinetobacter baumannii vẫn chiếm chủ yếu, chiếm khoảng trên khoảng quanh khoảng 50%, sau đó đến Klebsiella pneumoniae, sau đó đến trực khuẩn vú xanh và những vi khuẩn khác. Với Acinetobacter baumannii thì hiện tại thì không còn gì phải bàn nữa. Bây giờ nó chỉ còn nhạy với cả colitin thôi. Và quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng các đồ nào, liều lượng như thế nào của colitin khi mà điều trị nhiễm Acinetobacter baumannii, và một cái lựa chọn đau đầu tiếp theo đó là gì? Kháng sinh phối hợp với cả colitin nó là gì? Đấy, chủ yếu là trả lời 2 câu hỏi đấy thôi. Và tất cả các phác đồ nó cũng chỉ trả lời 2 câu hỏi đấy cho chúng ta thôi. Còn Acinetobacter còn colitin chính là lựa chọn cuối cùng, cũng không khác biệt gì nhỉ. Đấy, và hiện tại thì baumannii chỉ còn nhạy cảm với cả colitin. Tuy nhiên thì mic thì nó lại tăng 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 dần lên. Mic lại tăng tăng dần lên. Và theo khuyến cáo thì thấy rằng thì nếu mà Acinetobacter chẳng may chúng ta bắt được con nào còn nhạy thì chúng ta sử dụng các kháng sinh còn nhạy đấy. Còn nếu mà không nhạy thì chúng ta bắt buộc phải dùng colistin truyền tĩnh mạch và có thể kết hợp với cả colistin. Đấy. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải
sử dụng một cái kháng sinh phối hợp với cả colitin mà không sử dụng đơn độc. Đấy, một số nơi thì sử dụng unaxin, một số nơi thì sử dụng menhaden liều cao, tùy anh chị lựa chọn. Thì trước đây chúng tôi sử dụng cái phác đồ và là bây giờ gọi là chế độ liều A ấy, thì tính bằng mức bằng 0,25. Sau đó thì chúng tôi nghiên cứu thấy là mức nó tăng lên thì chuyển sang chế độ liều B và mức bằng 0,5, thì đấy là hiệu quả tăng lên tốt hơn ở một số nhóm các bệnh nhân, đặc biệt là nhóm bệnh nhân có mức tăng cao và tình trạng nhiễm trùng nặng dựa vào procalcitonin tăng cao. Và sau đó chúng tôi tiếp tục nghiên cứu theo một cái phác đồ là kết hợp liều B với cả khí dung, thì thấy rằng là liều này cũng rất là hiệu quả khi mà tỷ lệ đáp ứng tốt hơn, tỷ lệ sạch vi khuẩn tốt hơn và tỷ lệ mà giảm của procalcitonin tốt hơn. Và hiện tại là chúng tôi sử dụng một cái phác đồ gọi là colitin đường truyền tĩnh mạch. Đấy, tôi thì quan điểm tôi là tôi sẽ sử dụng là colitin đường tĩnh mạch kết hợp với cả unaxin và phối hợp thêm khí dung nếu cần. Một số anh chị khác thì có thể sử dụng colitin kết hợp với cả meronem liều cao thì cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, và có thể phối hợp với cả colitin khí dung. Nhưng mà các anh chị hiểu là gì? Khi mà sử dụng colitin có nghĩa là bệnh nhân đã sử dụng một kháng sinh trong một khoảng thời gian trước đó, sau đó bị nhiễm trùng và chúng ta sử dụng colitin, và kháng sinh trước đó thường các anh chị sẽ sử dụng là carbapenem, đúng không? Đấy, và khi mà anh chị phối hợp thêm colitin vào thì cái thời gian sử dụng carbapenem với cả colitin nó sẽ bị lệch nhau. Đấy, và cái thời điểm tôi thấy là gì, khi mà thời điểm tôi bắt đầu sử dụng các kháng sinh ấy, là khi mà colitin dùng được khoảng 10 ngày đấy, khoảng là gì, khoảng 14 ngày tùy thuộc vào tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân. Nhưng mà khi mà 14 ngày chúng ta các kháng sinh thì trước dùng ấy nó sẽ dài hơn 14 ngày thì đã sử dụng trước đó rồi. Đấy, có thể dùng 5 ngày trước đó, có thể là, thì có nghĩa là meronem chúng ta sẽ sử dụng đến tận 19 ngày thì chúng ta chắc. Nên nhìn như thế thì nó không được đẹp, nên là tôi khi mà chúng tôi đã xác định là bệnh nhân bị nhiễm acinetobacter baumannii thì chúng tôi sẽ sử dụng colitin kết hợp với cả unaxin, vừa để bảo vệ sử dụng meronem, vừa vừa để sử dụng giảm cái thời gian mà chúng ta sử dụng meronem đi bệnh nhân, và có thể cân nhắc sử dụng colitin. Và hiện tại một số các nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu của Trung Quốc, thì người ta thấy là người ta đã bắt đầu giảm liều colitin được chuyển tĩnh mạch và tăng liều colitin khí dung đi, và người ta sử dụng cái liều khí dung rất là kinh khủng, rất là lớn. Đấy, và chúng tôi đã trao đổi với cả anh Vương Dược rồi, và có thể trong một số các bệnh nhân tới hoặc bệnh nhân nào mà khó khăn thì chúng tôi có thể sử dụng cái liều thử thử nghiệm dùng liều này xem là như thế nào. Cũng là khí dung rất là cao, liều khí dung rất là cao kết hợp với cả giảm dần cái liều của truyền tĩnh mạch đi. Tiếp theo đó là con tụ cầu vàng ạ. Tụ cầu vàng thì mặc dù là chiếm một tỷ lệ rất là bé, đấy, nó khoảng là gì, dưới 10% thôi. Đấy, có nghĩa là dưới 10% của các vi khuẩn gây bệnh thôi, nhưng mà điều trị nó rất là khó khăn vì thường giờ điều trị rất là dai dẳng lâu dài, bệnh nhân sốt rất là cao và nó có nguy cơ nó di bệnh ra rất là nhiều nơi và gây ra áp xe. Chúng tôi thì có những bệnh nhân là thậm chí nó di bệnh ra khớp. Đấy, thậm chí di bệnh có bệnh nhân vừa ra viện tôi là nhiễm khuẩn máu, mặc dù chả thấy là gì nhưng mà nó di bệnh ra cả cả màng phổi, cả màng tim, và thậm chí nó còn phải mổ để dẫn lên màng tim ra, nên điều trị nó rất là khó khăn khi mà nhiễm tụ cầu vàng. Nhưng mà cái rất là may là gì, tụ cầu vàng hiện tại vẫn còn nhận 100% với cả vancomycin và ganetolide. Đấy, theo nghiên cứu của anh Thành thì anh ấy tập hợp cả MRSA, MSA với cả MSA thì nhận rất là nhiều cả ganetolide và vancomycin. Một số MSA thì nhận với cả các kháng sinh khác như là moxifloxacin hoặc là gì amoxicillin và clindamycin. Một cái rất là vui là khi mà chúng tôi theo dõi cái mix của vancomycin với cả mix của tụ cầu vàng cả vancomycin, thấy rằng là gì, cái mix đấy nó không cao, và không cao đấy trong một thời gian rất là dài và hầu như nó không thay đổi, nó không tăng lên rất là nhiều. Và như anh chị nhìn từ 2015 đến 2018 hầu như nó mix cũng rất là thấp, nó dưới một và không thay đổi rất là nhiều, là do đó chúng ta vẫn có thể sử dụng vancomycin trong một thời gian rất là dài nữa, kháng sinh vừa rẻ và hiệu quả. Đấy, đây thì các chị nhìn thấy bảng này thì thấy rằng là gì, vancomycin nó sẽ có hiệu quả rất là tốt ở khi mà mix của tụ cầu vàng với các vancomycin dưới một. Đấy, còn nếu mà hai thì vẫn dùng được, đúng không? Nhưng mà anh chị nhìn thấy là với liều rất là cao, thậm chí là gì, với gần 3 cam 24 giờ. Đấy, anh chị thấy là nếu mà vancomycin mà pha đậm đặc mà truyền truyền thì nguy cơ rất là cao bị hội chứng ghép này. Và đó thì cái mix dưới một vẫn là mix hiệu quả nhất của vancomycin đối với tụ cầu vàng. Thì trước đây chúng tôi sử dụng cái liều vancomycin truyền ngắt quãng, có nghĩa là liều nạp tính theo cân nặng,
sau đó là gì, liều duy trì tính theo mức lọc cầu thận như thế này đấy. Nhưng mà khi mà mức lọc cầu thận trên 90 thì cũng dùng liều rất là cao, 1,5 gam mỗi 12 giờ đấy, pha rất là pha bắt buộc phải pha đặt và truyền, đó là nguy cơ bệnh nhân rất là cao về phản ứng phụ của thuốc và nguy cơ đập thủng thận. Sau đó thì hiện tại 100% các bệnh nhân nhiễm trùng cầu vàng của tôi sẽ sử dụng một cái biện pháp mới, đó là truyền vancomycin liên tục để đảm bảo hiệu quả điều trị và ngăn ngừa đột biến thận. Thì liều truyền, liều bolus thì vẫn tính theo cân nặng bệnh nhân, nhưng mà liều duy trì thì chúng tôi định lượng, sau đó chỉnh. Đấy, nhiều lúc thì bệnh nhân cũng chỉ truyền có khoảng 10 ml một giờ thôi. Đấy thì nó rất là ít, nó rất là ấy, nhưng mà hiệu quả rất là cao, và thông thường thì khoảng ngày thứ hai rồi đã đạt được cái nồng độ điều trị rồi, và thấy rằng bệnh nhân đáp ứng rất là tốt, đúng không? Và hiệu quả rất là cao khi mà điều trị những bệnh nhân đấy, và cái tỷ lệ mà xuất hiện độc tính thận nó cũng giảm đi so với chúng ta sử dụng cái liều truyền ngắt quãng. Tuy nhiên tác dụng phụ của vancomycin có hai tác dụng chính mà chúng tôi sợ nhất, đó là hội chứng sợ nhất đó là gì, hội chứng Deadman. Hội chứng Deadman là kiểu hội chứng kiểu giảm và giảm dị ứng, có nghĩa là bệnh nhân xuất hiện sau khi truyền xong xuất hiện ban mẩn ngứa rất là nhiều, thậm chí một số bệnh nhân xuất hiện co thắt. Tuy nhiên thì chỉ cần sử dụng Meron và Sulumeron là Adimeron và Sulumeron là bệnh sẽ đỡ, mà rất ít bệnh nhân phải sử dụng adrenaline, và thông thường sẽ rất là hay gặp khi chúng ta sử dụng liều cắt quãng, có nghĩa là pha đậm đặc và truyền, thậm chí là truyền nhanh thì sẽ gặp rất là nhiều. Và khi mà chúng ta sử dụng liều truyền liên tục thì tỷ lệ sẽ giảm xuống, nhưng mà vẫn sẽ gặp, đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân trong cái giai đoạn mà chúng ta sử dụng liều bolus, nghĩa là chúng ta pha rất là đậm đặc và truyền cho bệnh nhân. Nhưng mà những trường hợp đấy thì thông thường chúng tôi sẽ dừng lại và điều trị như đúng các đồ điều trị phản vệ đó, nghĩa là dùng Sulumeron, Dimeron, sau đó là di dụng và chuyển sang liều truyền liên tục luôn. Cái thời gian sẽ đạt được nồng độ đích nó sẽ ngắn hơn, nhưng mà an toàn hơn cho bệnh nhân. Các anh chị phải xác định là cái phản ứng này không phải phản ứng giống tị độc phản vệ. Vì nếu anh chị xác định phản vệ thì bệnh nhân bắt buộc sẽ không được sử dụng vancomycin nữa, và gần như là bệnh nhân sẽ mất một cái cơ hội sử dụng một kháng sinh rất là rẻ, rất là hiệu quả. Hội chứng tác dụng phụ thứ hai đó là tổn thương thận. Thì tổn thương thận sẽ gặp khoảng 20% các bệnh nhân sử dụng vancomycin, và những trường hợp này thì nếu mà chúng ta sử dụng ngừng vancomycin đi thì chức năng thận nó sẽ trở về bình thường. Còn nếu mà các anh chị xuất hiện những hai hội chứng này mà anh sợ không làm dùng, chúng ta sẽ có một thuốc thứ hai, đó là linezolid. Tuy nhiên thì linezolid thì cũng sẽ có một số các phản ứng và chúng tôi cũng rất là sợ, đó là một đó là giảm tiểu cầu. Thì một cái thống kê của Hàn Quốc thì thấy là thì giảm tiểu cầu xuất hiện khoảng từ ngày thứ 10 sau khi dùng linezolid và hồi phục trong vòng 7 ngày sau khi ngừng, và tỷ lệ cũng gặp rất là cao, 1/3 các bệnh nhân rất là nhiều, và chúng tôi cũng thế, cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân, và những bệnh nhân giảm tiểu cầu chúng tôi cực kỳ sợ khi mà sử dụng linezolid. Và các yếu tố nguy cơ lớn nhất là bệnh nhân dùng kéo dài trên 7 ngày, tiểu cầu tại thời điểm bắt đầu dùng là gì, dưới 150, bệnh nhân có suy thận, mức lọc cầu thận dưới 30 và phối hợp với các thuốc khác, đặc biệt là aspirin, thì có nguy cơ giảm tiểu cầu rất là lớn. Và nguyên cái tác dụng phụ thứ hai đó là gì, toan áp tác. Toan áp tác thì gặp khoảng 6,2%, và do tổn thương chủ yếu là do tổn thương tim bản thể. Và các yếu tố nguy cơ, thứ nhất tuổi cao, suy thận, điều trị dài ngày. Đấy, thông thường thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Thông thường là điều trị khoảng thứ 70 ngày thì một số các bệnh nhân bắt đầu xuất hiện áp tác mà chúng ta không thể giải thích được nguyên nhân. Đấy, và khi mà ngừng đi chúng ta thấy là giảm đi được, và có thể dùng kèm với cả omeprazole, amiodarone và amlodipine. Và tóm lại là gì, với thuốc cầu vàng chúng ta có thể sử dụng được hai cái khi mà điều trị viêm phổi, và lựa chọn thế nào là tùy chúng ta anh chị. Đó. Nhưng mà thông thường thì chúng tôi thấy rằng là gì, nếu mà viêm phổi kết hợp với cả những cần thiết thì bắt buộc chúng ta sử dụng vancomycin. Đấy, vì linezolid thì không có hiệu quả khi mà chúng ta điều trị những phần huyết độc của vàng. Đấy. Và hai nữa là gì, với các kinh nghiệm tôi là gì, khi mà xác định bệnh nhân bị nhiễm khuẩn gì, kể cả phổi hay là gì máu hay là não mà bị tụ cầu vàng, thì đầu tiên chúng tôi sử dụng vancomycin và vancomycin truyền liên tục, vì thứ nhất là nó rẻ, hai nó có rất là có hiệu quả. Đấy. Và khi mà không sử dụng được vancomycin nữa do một số nguyên nhân, ví dụ như là bệnh nhân suy thận nặng lên hay là một số các nhân dân khác, thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng linezolid. Hoặc là gì, nếu mà dùng vancomycin mà mãi mà thấy bệnh nhân vẫn sốt thì có thể chúng ta sẽ phối hợp thêm một số thuốc, mặc dù là không khuyến cáo điều trị thuốc cầu vàng, nhưng mà có thể phối hợp thêm cả linezolid lẫn vancomycin cho quá trình chúng ta điều trị bệnh nhân nhiễm thuốc cầu vàng. Ngoài ra một số các
yếu tố khác thì chúng ta có thể lựa chọn thuốc, ví dụ như là tế bào máu, có nghĩa là chính xác là tiểu cầu ấy, nghĩa là tiểu cầu thấp thì chúng ta không thể thể mang việc chúng ta sử dụng ngoài insulin được. Hai nữa là gì, giá thành vancomycin rất là rẻ, 100.000 lọ một ngày, khi thường mỗi một lọ. Còn ngoài insulin thì nó rất là và đắt, nó khoảng 700.000 một lọ một ngày, chúng ta dùng hai lọ, nó là nó tăng gần như gấp 10 lần giá thành chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Tiếp theo đó là gì, con clet. Hiện tại thì clet nó thành mối hiểm họa rồi, nhưng mà hiểm họa nhiều quá bây giờ nó thành quen rồi. Đấy. Đấy, bây giờ nhìn thấy clet đa kháng thì tôi thấy nó cũng bình thường, nó không sợ như ngày xưa nữa. Với cả đây theo thống kê của chị Nhung ấy, thì thấy vừa rồi báo cáo ấy, thì với cả Klebsiella aeruginase thì hiện tại thì anh chị thấy là gì, chúng ta chỉ còn một số kháng sinh chúng ta có thể lựa chọn điều trị. Đấy. Ví dụ như fomicin, amikacin hoặc là gì, ravicepta. Klebsiella pneumoniae cũng thế, khác biệt gì nhiều. Đấy. Ngày xưa thì chúng tôi cũng thế, cũng chỉ sử dụng được một số các kháng sinh thôi, amikacin, gentamicin và fomicin. Và hiện tại là theo ai biết đây, khi mà chúng ta tới ra Kleb thì người ta khuyến cáo là sử dụng ravicepta. Đấy, hoặc là gì, nếu mà chúng ta xác định được kiểu hình của gen thì chúng ta sẽ sử dụng các kháng sinh mới khác như là metoclopram mới hoặc là gì, TNA mới, cái hoặc là gì, ravicepta tùy thuộc vào thuộc hình. Tuy nhiên là gì, đặc điểm của Việt Nam nó không có thể dùng thuốc, nên là gì, với kinh nghiệm của chúng tôi khi điều trị là chúng tôi vẫn sẽ tận dụng các thuốc mà truyền thống để điều trị nếu mà bệnh nhân vẫn còn nhạy cảm với cả, nếu mà vi khuẩn vẫn còn nhạy cảm với các thuốc đấy. Đấy, và thuốc đầu tiên thì chúng tôi luôn nghĩ đến đó là amikacin. Đấy, ví dụ anh chị nhìn này, đây là một cái kháng sinh đồ của một con vi khuẩn clet thì thấy rằng là gì, nó công nhận được cả amikacin, còn fomicin hoặc là gentamicin. Thì phát đồ chúng tôi lựa chọn sẽ là gì, dùng gentamicin, là dùng amikacin kết hợp fomicin. Đấy, không cần carbapenem hay là beta lactam gì. Đấy, chúng tôi sử dụng amikacin kết hợp fomicin, hoặc là gì, dùng amikacin kết dùng fomicin kết hợp với gentamicin. Gentamicin rất rẻ, gentamicin có 1.000 một ống, có 1.000 một ống, 1.500 một ống. Một ngày chắc là bệnh nhân mất được khoảng 5 ống. Đấy, nó rẻ hơn rất là nhiều thuốc, và chúng tôi thấy là những bệnh nhân mà không thở máy, đấy, tôi cho khí dung kết hợp cả truyền tĩnh mạch thì bệnh nhân hết sốt. Còn nếu mà bệnh nhân phần nhạy cảm với gentamicin, đấy, như con kháng sinh đồ con này thì nó nhạy cảm với cả amikacin và ravicepta. À, nếu mà chúng ta có điều kiện thì tôi có thể sử dụng ravicepta được. Đấy, nhưng mà với những trường hợp này thì tôi sẽ lựa chọn là kết hợp với cả amikacin kết hợp với cả carbapenem trước để xem nó có hiệu quả hay không. Và nếu không có hiệu quả thì sẽ chuyển sang ravicepta để bảo vệ cái thuốc này. Như con kháng sinh này thì cũng thế, nó nhận amikacin và fomicin thì tôi sẽ kết hợp amikacin fomicin. Còn lại thế, nhận với cả amikacin thì chúng tôi sẽ kết hợp với cả carbapenem và cả amikacin để điều trị cho bệnh nhân. Đấy, tuy nhiên con này, một số con này thì nó kháng cả amikacin mà nhận cả colitin, ta sẽ lựa chọn colitin. Đấy, và nếu mà bệnh nhân kháng sinh đồ vẫn nhận cả fomicin thì chúng ta có thể kết hợp fomicin với cả colitin được. Đấy, tóm lại là những trường hợp nặng thì chúng ta phải phối hợp hai thuốc. Đấy, có thể là fomicin và colitin để điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên thì những trường hợp này kháng hết rồi, nó kháng hết tất cả kháng sinh rồi, làm hết kháng luôn cả colitin rồi, thì cái trường hợp này nó cực kỳ khó để điều trị. Đấy, nó kháng luôn cả ravicepta mới rồi thì rất là khó để xác định xem là chúng ta lựa chọn kháng sinh nào. Thì đầu tiên nó là amikacin, đúng không ạ? Amikacin thì mix của con clet với cả amikacin thì nó cũng đang tăng dần lên. Đấy, tuy nhiên thì một số các nhóm thì nó vẫn sẽ rất là nhận, thì do đó thì amikacin nó là cái thuốc yêu thích của tôi khi mà điều trị cho clet nếu mà nó không nhận. Thì trước đây chúng ta sẽ sử dụng một liều lượng các quãng ngày thường một lần tùy thuộc vào mức lọc cầu thận của bệnh nhân thì 24 mg/kg cân nặng, 24-28 tùy thuộc vào ấy. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi đã sử dụng một cái phác đồ mới, đó là truyền amikacin liên tục và đã có nghiên cứu rồi, rất là có hiệu quả để điều trị cho bệnh nhân. Và hiện tại thì chúng tôi sử dụng 100% khi mà dùng amikacin truyền liên tục, và nhiều khi là chúng tôi điều trị mà quên luôn cả liều kết quả. Và nếu mà hóa sinh mà hết hóa chất thì chúng tôi rất là ngứa tay, rất là bồn chồn ngứa tay, không có biết tính điều nó như thế nào. Đấy, thậm chí là phải gửi máu sang viện khác để làm để định lượng lại amikacin để dùng liều cho bệnh nhân.
Tiếp theo Fomicin ạ. Fomicin thì có một số cái liều, đúng không? Nhưng mà liều khi mà điều trị trong hồi sức thì chúng tôi sử dụng liều rất là cao. Đấy, có thể liều lên tới 12 gram một ngày, 16 gram một ngày. Đấy, suy thận thì giảm nữa. Đấy, một liều, cái chế độ liều nó rất là dễ để tính. Tuy nhiên thì có một số các phản ứng phụ có thể xảy ra khi mà sử dụng Fomicin, đặc biệt là tăng natri. Vì bản chất của Fomicin chứa rất là nhiều natri, khi mà chúng ta sử dụng liều cao thì vô hình chung chúng ta cho bệnh nhân một lượng lớn natri ở trong người và tăng natri rất là cao. Những bệnh nhân điều trị natri đến tận 160-170. Do đó chúng ta phải theo dõi cực kỳ sát cái điện giải trong quá trình chúng ta sử dụng Fomicin. Ravinseta thì một cái thuốc mới, Ravinseta là một thuốc mới mà nó là khuyến cáo đầu tay trong điều trị là Klebsiella đa kháng rồi, carbapenem rồi, thì nghiên cứu cũng rất là nhiều. Đấy, nó làm tăng tỷ lệ sống cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Đấy, thì cũng là một cái thuốc rất là tốt và chúng tôi cũng sử dụng rất là nhiều cho các bệnh nhân. Tuy nhiên thì nhiều bệnh nhân mới bắt đầu sử dụng nó đã khải, do đó chúng ta cái phổ mà chúng ta số lượng bệnh nhân chúng ta sử dụng ta sẽ tăng những ngày phản ứng hẹp thì rất là nhiều. Tiếp theo đó là dual carbapenem thì sử dụng trong một nhóm các bệnh nhân kháng hết với cả mix với cả colistin rất là cao. Đấy, không hiểu sao thì một số các nghiên cứu ở trên thế giới, đặc biệt nghiên cứu ở Trung Quốc, thì thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng là các dual carbapenem, đó là sử dụng tetrapenem kết hợp với cả meropenem hay là tetrapenem kết hợp với duripenem thì nó tăng tỷ lệ sống cho bệnh nhân, nhưng mà những bệnh nhân mà chúng tôi dùng thì thấy rằng là hầu hết nó hiệu quả nó không được cao và hầu hết được chết. Có thể là nhóm các bệnh nhân chúng tôi là nhóm các bệnh nhân rất là nặng. Đấy. Khi mà không còn sử dụng được cái gì nữa thì bắt đầu sử dụng dual carbapenem, thì những trường hợp đấy nó tồi quá rồi. Đấy, có điều trị gì thì bệnh nhân cũng sẽ tử vong, nên là rất là khó khi mà chúng ta sử dụng carbapenem ở trung tâm chúng tôi. Đây, nói lại. Cuối cùng đó là con thực phẩm màu xanh ạ. Thì hiện tại thì thực phẩm màu xanh theo nghiên cứu của bác sĩ Vi thì năm 2019 thì thấy là về nó còn nhạy cảm với cả một số các kháng sinh. Đấy, nhưng mà tỷ lệ nó cũng nhạy cảm nó cũng rất là thấp. Đấy, và vừa rồi thì chị Nhung cũng báo cáo nó cũng cái tỷ lệ đấy nó cũng không khác biệt gì nhiều. Đấy, nó cũng nhận đấy, nhưng mà nó nhận được khoảng 20-30% thôi. Chẳng may chúng ta bắt được con nhạy cảm thì chúng ta có kháng sinh để dùng. Đấy, tuy nhiên là đợt này chúng tôi thấy là thì thực phẩm xanh nó kháng rất là kinh khủng, còn kháng hơn con clet rất là nhiều. Nhiều con thực phẩm xanh là kháng tất cả kháng sinh, kể cả colistin. Đấy, và điều trị hầu như là hiệu quả nó rất là kém. Hiệu quả rất là kém. Đấy, và mặc dù là anh Hoàng Anh nhiều lúc là gọi điện cho anh Hoàng Anh để xin ý kiến, anh bảo là cố gắng quyết tâm điều trị. Đấy, vì là gì, thực phẩm xanh nó đáp ứng nó rất là chậm, và nhiều lúc là điều trị đến 2 tuần 3 tuần mới có hiệu quả, nhưng mà thông thường thì những bệnh nhân mà đáp ứng kém thì cũng chẳng đợi được 2 tuần 3 tuần thì nó có hiệu quả. Điều trị nó cực kỳ khó chịu với các thực phẩm màu xanh, nó tản khá hết rồi, không có các kháng sinh nào điều trị. Và theo ai biết như thế. Đấy, với cả thực phẩm màu xanh mà khó điều trị thì đầu tay chúng ta sẽ sử dụng là Ravinseta, nó là cetalidin avibactam. Dạ, và tuy nhiên thì hiện tại thì khuyến cáo là thuốc ưu tiên. Đấy, đó là tùy thuộc vào sinh đồ. Đấy, và cuối cùng nữa. Đấy, và khi tôi muốn nói với mọi người đó là một số các vi khuẩn mà chúng tôi hay gọi là vi khuẩn sinh gây ra viêm phổi muộn. Đấy, một số con như là thì Streptomonas maltophili, như Streptomonas maltophili hay là Elisabacin đấy. Một số con này thì là thường gặp những bệnh nhân mà điều trị rất là lâu dài, tái đi tái lại nhiều đợt vác rồi, sau đó là gì dùng tất cả các loại kháng sinh rồi, thì đột nhiên bệnh nhân đang đỡ lại sốt lại, và những kháng sinh này nó lại, những vi khuẩn này nó lại nhận cả một số kháng sinh mà lâu rồi chúng ta không dùng. Đấy, đặc biệt đó là gì, Bisacton hoặc là gì Levofloxacin. Đấy, và theo đây nghĩa đây thì đầu tay khi mà gặp những vi khuẩn này thì chúng ta sẽ sử dụng Bisacton đầu tiên để điều trị. Đấy, và khi mà điều trị thì thời gian điều trị thông thường là 7 ngày, tuy nhiên thì đấy là thế giới đó, còn chúng ta thì tình trạng nó có thể nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Và những bệnh nhân 14 ngày là những bệnh nhân dài hơn tùy thuộc vào đặc tính của bệnh nhân. Và thời gian có thể kéo dài đến tận 21 ngày từ loại vi khuẩn gây bệnh và cơ địa. Và quyết định dừng kháng sinh sẽ phụ thuộc vào đáp ứng của lâm sàng và kết quả Prophylaxis. Về thông thường thì Prophylaxis dưới 0,5 rồi, mà bệnh nhân hết sốt được 2 ngày thì chúng ta có thể cắt kháng sinh để cho bệnh nhân. Và người ta tôi thì đây là hết ạ. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Cảm ơn.